Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, 7 chỗ ngồi, gầm cao quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota RAV4 sản xuất năm 2007, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được 8,9 vạn dặm quý bạn nha. Và đồng hồ này đồng hồ chuẩn, 8,9 vạn dặm này thì tính ra nó khoảng 14 vạn km rồi quý bạn ạ. Sau 14 năm sử dụng thì chiếc xe này cũng đã lăn bánh được, cũng tính ra là mỗi năm 1 vạn km thôi. Rất là đẹp quý vị bạn nhé, cả một cái dàn lốp này còn rất là mới. Chủ xe thay từ năm 2018, 4 năm sử dụng rồi mà cái dàn lốp này còn mới nguyên ạ, vì chiếc xe này chạy quá là ít quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 396 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota RAV4 7 chỗ ngồi 2007 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota RAV4 2007 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota RAV4 2007 phiên bản 7 chỗ ngồi nhập Mỹ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, không có bị lỗi gì cả. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 396 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe RAV4 nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota RAV4 2007 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.